Mới đây, chàng trung vệ điển trai Đỗ Duy Mạnh đã vừa thực hiện thành công màn cầu hôn bạn gái Quỳnh Anh cực lãng mạn vào tối ngày 1 tháng 1 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân của mình, Duy Mạnh viết: "Đồng ý làm vợ anh nhé", cùng hình ảnh bạn gái Quỳnh Anh khoe chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út ngay giữa biển người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau đó, Quỳnh Anh cũng lập tức đăng tải dòng trạng thái "Em đồng ý". Không có gì ngạc nhiên sau khi thông tin này được đăng tải, màn cầu hôn thành công của Duy Mạnh đã thu hút hơn 200.000 lượt like trên mạng xã hội. Dòng status của Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã lập tức nhận được cơn mưa lời chúc mừng hạnh phúc của bạn bè và người hâm mộ. Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quỳnh Anh được coi là một trong những cặp trai tài gái sắc nhận được sự yêu mến của nhiều cư dân mạng. Đôi trẻ bên nhau tới nay đã hơn 3 năm và chưa từng lần nào dính tin đồn rạn nứt. Gặp nhau lần đầu tiên trong bữa tiệc chào đón Man City vào năm 2015, hành động nhường ghế cùng vẻ ngoài hot boy của Duy Mạnh đã khiến Quỳnh Anh cảm thấy rất ấn tượng. Sau khoảng một năm tán tỉnh, thấy được sự chân thành từ phía chàng cầu thủ, Quỳnh Anh mới đồng ý hẹn hò. Kể từ đó, cả hai thường xuyên đăng ảnh và dành cho nhau những câu từ tốt đẹp, lãng mạn nhất. Duy Mạnh được coi là một trong những cầu thủ chiều bạn gái nhất khi thường xuyên mua tặng Quỳnh Anh những món đồ hiệu đắt đỏ và dành tối đa thời gian rảnh rỗi bên bạn gái, cùng nhau đi du lịch nhiều nơi. Về phía Quỳnh Anh, cô cũng luôn đồng hành cùng bạn trai trong mọi trận đấu. Quỳnh Anh sinh năm 1996, từng là sinh viên khoa luật quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, duyên dáng và nụ cười tươi tắn rạng ngời. Hiện tại, Quỳnh Anh đang kinh doanh riêng cùng chị gái là Huyền My, vợ cầu thủ Văn Quyết và nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về tài năng cũng như chuyện tình trai tài gái sắc với chàng tuyển thủ quốc gia Duy Mạnh.